I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đến với Zen Official. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tải được bản KineMeter Pro trên iOS vĩnh viễn mà không bao giờ bị fix nha các bạn. Nhớ là được, không bao giờ bị fix vì mình cũng cái này mình vừa mới tìm ra của một bác trên YouTube. Hôm nay mình share cho tất cả mọi người. Nếu mà ai chưa tìm thấy này, ai chưa biết cách tải thì các bạn có thể làm theo mình. Đây, mình cho các bạn xem cái bản căn hiện mình đang dùng. Thông tin của tôi, thông tin tài khoản này mình dùng KineMeter cao cấp đăng ký. Đây, mình sẽ làm demo một cái video các bạn xem. Thành dùng full hiệu ứng vào thành này. Đây, mình sẽ âm nhạc mới các bạn xem. Không nhận thông báo các bạn tôi chỉ cài luôn tất cả. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn này. Đây, mình nếu mà nếu mà ở cái bản bình thường nó sẽ có cái logo KineMeter ở đây, còn bản VIP sau khi hết làm xong cũng không có nữa. Chúng ta thì full tính năng không có logo. Và bây giờ mình sẽ xóa tất cả đi, mình sẽ làm lại cho bạn xem. Đây, xóa đi nhá. Ok. Đây, xóa này. Và xóa một lần nữa, xóa câu hình này. Và cái FT này không phải nhé bạn nhé. Đây, xóa câu hình này. Nhập tài khoản bạn này. Rồi, xóa đi. Mình sẽ làm lại từ đầu bạn xem. Ok. Đấy rồi nha. Rồi, đầu tiên thì các bạn cứ vào App Store, các bạn tải cái bản KineMeter về bình thường. Đây. Và sau khi mình xong thì các bạn out tài khoản iTunes App Store của các bạn ra nhé. Nhớ là out tài khoản iTunes App Store nhé. Đây này, out cái tài khoản iTunes App Store ra này. Đấy, không phải là out cái iCloud gì đây, iTunes App Store. Rồi đây là bước thứ hai này. Và bước thứ hai chúng ta cần tải một cái app Quantumoon. Quantumoon thì nó chúng ta nên vào Safari. Và sau khi chúng ta chờ tải xong thì sao luôn tài khoản này. Các bạn chờ. Thì nếu mà các bạn tải cái app Quantumoon bằng tài khoản các bạn vào thì sẽ không hack được tài khoản, không hack được cái KineMeter này. Đây, bạn out ra luôn này. Out luôn. Rồi, ok. Rồi chúng ta đi vào Safari. Và Safari các bạn vào cái link kia dưới luôn. iOS
www.code.vn. Rồi bạn tìm số tìm kiếm ấy, họ quan tâm đây vì tiếp nhận quan tâm mình tìm kiếm chống người máy SKC, cái này là dấu mà SKC CT ốm quá, cái này là ốm rồi, các bạn chờ một tí, chờ mấy giây. Ok, một giây một cái này lấy lên kia này. Và ở bước thứ ba này chúng ta phải tải hồ sơ SSL. Hồ sơ SSL sẽ tiếp tục vào trong nghĩa dòng họ. Chúng ta vẫn vào sao coi gì. Các bạn rõ nghĩa tò mò. Bạn tìm số tìm kiếm tìm cái master rồi ok xong các bạn click vào read more rồi bạn chú ý là cái này thì cái tài hồ sơ này thì chỗ ai kích vào tài hồ sơ này nhưng ở phần chỗ kích vào tài hồ sơ này sau khi các bạn kích vào đấy các bạn tải bây giờ nó rất là khó vì kiểu nó hiện rất nhiều quảng cáo thì mình share các bạn một tính năng này các bạn chú ý đọc lưu ý sử dụng tính năng sao đi trên nó để các bạn sao chép cái liên kết ở dưới rồi đây sau rồi và các bạn ấn vào tab mới tìm ở trên tab mới luôn tán ra đi riêng vào cái mẹo này cho phép này mẹo này sẽ không hiện quan cảm là các bạn lên cái máy các bạn chúng ta nhấn vào cài đặt luôn và nhấn cái pad ở trên máy của bạn mà ok và cài đặt xong rồi mà chúng ta đã xong cái phần hồ sơ SSL và sau khi chúng ta xong phần hồ sơ SSL thì chúng ta sẽ vào tiếp phần cài đặt để các bạn cài đặt ra vào phần cài đặt cho các bạn vào phần giới thiệu xem là kiểu nó đã xác minh chưa à đây các bạn vào các bạn gạt cái xanh này lên ok gạt xanh này lên và cái thứ hai là xuống phần ở phần cấu hình rồi các bạn đây xem nó đã cài đặt chưa nếu mà nó
nó hiện hiện đã xác minh như thế này là đã ok rồi. Rồi và bước thứ ba là các bạn cũng vào phần Safari. Safari các bạn cũng vào trang miếu tò mò, và các bạn chú ý là để mà chúng ta hack thành công thì các bạn sao chép cái này vào. Nhớ bước 3 nhé, sao chép cái phần cấu hình và chúng ta sẽ gõ vào quan thu mu này. Nếu mà những ai mà đăng nhập lần đầu thì chúng ta sẽ nó sẽ là chúng ta phải đăng nhập thì mình sẽ share cái tài khoản ở dưới video cho các bạn. Đây, sau khi chúng ta đăng nhập vào, chúng ta sẽ kích vào phần download from này. Và cấp bếp vào ok, save cái rồi chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta vào bước này cực kỳ quan trọng, các bạn mở cái này và nó kích thành công này. Rồi ấn allow này, ok, thần thuộc tài rồi, ok, thế này là chúng ta đã xong. Và bây giờ chúng ta sẽ vào và hưởng thụ thành quả cho các bạn xem. Full tính năng logo thông tin của tôi, người dùng cao cấp đăng ký hàng năm có một cái logo, và mình sẽ đem như ra mà xem video mình có trên máy mình nhé. Cái tin cho anh là video đó để các bạn xem thành dùng tất cả full tính năng luôn, không có Motion for Ever lần này premium nha các bạn nha. Đọc này, thêm một bộ sâu effect rồi, và khu sờ mò các bạn thấy hay thì hãy cho mình một subscribe, like, share và ai mà và các bạn thể góp ý của mình với video của mình để mình làm những